dc đã chuyển thể một trong những đầu chuyện hay nhất của mình lên màn ảnh mặc dù nó đang hơi flop một tí marvel không kém cạnh cũng đã tung ra bộ phim chuyển thể từ một trong những đầu chuyện cũng hay nhất của mình secret invasion Tuy nhiên thì sau những thất bại, những sản phẩm khá là đáng thất vọng về cả chất lượng nội dung lẫn doanh thu như Miss Marvel và She-Hulk thì liệu Secret Invasion có đáng để mong chờ hay không? Nội dung của nó có những gì? Sẽ bê nguyên từ comic hay là có nhiều chỉnh sửa? Liệu nó có góp phần gỡ gạc danh tiếng được cho MCU hay không? Tất cả sẽ có trong video này. Để mà nói thì Marvel dạo gần đây đã mất cái vị thế bá chủ của mình. Một phần là vì concept siêu anh hùng đã dần trở nên nhàm chán, phim siêu anh hùng đã bắt đầu bão hòa. Một phần về chất lượng phim của Marvel kể từ sau Endgame thì nhìn chung là tệ. Dù rằng là gần đây, những bộ phim của họ đang được để tâm chú ý chất lượng hơn. Người kiến ba hay vệ binh giải ngân hà ba được đánh giá chung từ mức nốt được cho đến tốt, không như Thor 4. Nhưng thực sự để mà khán giả một lần nữa hướng mắt về Marvel thì khó, khó vãi. Marvel cần một cú hích và phải là một cú hích lớn. Secret Invasion nên là cú hích lớn đấy. Thực ra thì TV series của Marvel không hẳn là tệ quá Họa trang chỉ có Miss Marvel và She-Hulk là bị xuống cấp nghiêm trọng Còn những series trước đó như là Loki, này, Moon Knight này, và cả loạt spin-off là What If thì Có thể nói là khá hay và được fan ủng hộ Và theo cảm nhận của tôi khi mà xem Secret Invasion Thì cái cảm giác phấn khích giống như khi xem Loki đã quay trở lại nhưng Secret Invasion không lạm dụng cái yếu tố đa vũ trụ như trong Loki này, Doctor Strange 2 này, WandaVision hay Spider-Man No Way Home nữa, mà nó kể một câu chuyện khác, một cái viễn cảnh nơi mà người ta tự hỏi những người xung quanh mình có phải là người thật hay không. Secret Invasion đã kể một câu chuyện như thế, với một tông màu khá là ảm đạm, một không khí u ám mới lạ, khác hẳn MCU ta từng biết trước kia tối ở đây là tông màu chứ không phải là tương lai chuỗi phim nhé ngoài ra thì câu chuyện trong secret invasion cũng gai góc hơn đâm vào nhiều khía cạnh sâu xa hơn như là chính trị chiến tranh và quyền con người cách kể chuyện thì chậm rãi có thể với nhiều bạn thì nó sẽ hơi lê thê nhưng mà tôi tôi cảm thấy là nó cũng ổn nó đẩy được cái sự tò mò của tôi lên thay vì đập vào mặt tôi những cảnh giao chiến không đến đâu hay những câu đùa vô tri đến mức lố lăng và nực cười mọi thứ trong bộ phim giống như một lời nhắc nhở chính mcu vậy khi nó kéo những trận chiến của các người hùng trở lại mặt đất nó không còn lậm vào những trận chiến ngoài hành tinh cứu dòng thời gian đa vũ trụ các thứ đây giống như một trận chiến ngầm hơn đó là những cảm nhận sơ khai của tôi sau khi xem xong tập đầu tiên của secret invasion nhìn chung thì nó là một sự thay đổi cũng khá là mới lạ, tốt hay xấu thì tùy cảm nhận mỗi người nhé, nhưng mà mới lạ ít nhất là với thời điểm hiện tại. Sau đây, tôi sẽ nói chi tiết hơn những cảm nhận của mình để bạn có thể tham khảo và hy vọng rằng là video này có ích với bạn. Như vừa nãy tôi đã nói thì Secret Invasion là một sự kiện rất lớn của Marvel Comics, mọi chuyện xoay quanh sự xuất hiện của chủng loài Skrull tại trái đất và âm mưu của chúng biến trái đất thành hành tinh của mình. Nếu bạn chưa biết hoặc là biết rồi nhưng đã quên thì Skrull là cái tộc ngoài hành tinh có thể cải trang thành con người. Với khả năng biến hình đó thì chúng có thể thừa sức trà trộn vào xã hội, giả dạng bất cứ ai ở bất kỳ vị trí nào. Sau sự kiện Civil War, các anh hùng đã bị chia rẽ và tự lập ra các đội nhóm nhỏ lẻ để hoạt động với nhau. Trong một nhiệm vụ của New Avengers, cái đội Avengers mới không làm việc cho chính phủ do các tần chỉ huy. Họ đã giết chết Elektra, thủ lĩnh của The Hand một tổ chức bí ẩn từng xuất hiện trong các series như Daredevil hay là Iron Fist có trên Netflix. Và điều bất ngờ ở đây là Elektra chính là một scroll giả dạng. Từ đây sự bối rối bắt đầu bổ vây những người hùng khi mà họ chẳng biết ai là bạn hay là thù và sẽ phải đối mặt với trận chiến sắp tới như thế nào đó là khái quát nội dung của Secret Invasion trong comic còn lên phim thì sao điểm đáng khen của Secret Invasion bản truyền hình là vẫn giữ nguyên những tinh thần của phiên bản truyện tranh chỉ có điều là quy mô bé hơn rất nhiều mà thôi mọi thứ được cô động lại hết mức có thể và chỉ xoay quanh duy nhất một người là Nick Fury Điều này sẽ khiến việc phát triển tâm lý nhân vật và dẫn dắt mạch truyện được nhất quán, giúp tôi hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra. Dĩ nhiên là một concept khá thú vị như thế này mà triển khai quá nhanh thì nhiều khả năng là thành dở. Có lẽ đó là lý do mà đạo diễn chọn một cách kể khá là chậm rãi, chậm hơn cả slow motion của Zack Snyder để giúp những khán giả chưa rõ về câu chuyện sẽ có thêm thời gian để mà suy ngẫm về những gì đã diễn ra bên cạnh đó đề tài cạnh tranh nga mỹ lại tiếp tục được sử dụng và đã từ rất lâu rồi chắc là phải từ thời của captain america ta mới được trải nghiệm trở lại cái cảm giác anh hùng trong thời chiến là như thế nào chưa kể giờ đây còn có thêm sự xuất hiện của người scroll với khả năng già dạng kèm với đó là những tổ chức các phe thứ ba thứ tư thứ năm được thành lập thì khả năng cao là Secret Invasion sẽ là một trận chiến không cần quá nhiều kỹ xảo hay hành động hoành tráng nhưng mà quy mô ý nghĩa và tiềm năng của nó thì chắc chắn là không thua kém gì các phim siêu anh hùng trên màn ảnh lớn. Việc đưa một sự kiện tầm cỡ như Secret Invasion vào một TV series và bị giảm quy mô nhiều về số lượng siêu anh hùng xuất hiện có thể sẽ khiến nhiều fan hơi hụt hẫng nhưng mà tôi nghĩ thế lại hay. Marvel đã không còn những siêu anh hùng nòng cốt như là Iron Man hay Captain. Các Avengers tan đàn sẽ nghe mỗi người mỗi nơi. Các siêu anh hùng mới cũng chưa hề quen biết nhau. Hơn nữa tôi luôn thích ý tưởng rằng là phim siêu anh hùng chỉ nên là một bộ phim mà trong đó có nhân vật là siêu anh hùng và chỉ thế thôi để phát triển nhân vật chú trọng vào nội tâm và đưa ra những câu chuyện giàu giá trị và may mắn thay là secret invasion có vẻ được đưa theo hướng đó vì thế nên tôi không lấy làm khó chịu và ngược lại là khác tôi khá là vui vì có vẻ là sẽ không triển camera vô tội vạ hoặc là quá nhiều siêu anh hùng xuất hiện dồn dập cơ mà cũng có thể là vì thế nên cái độ phổ biến của phim này không cao lắm khán giả đại chúng có vẻ không quan tâm nhiều người xem đa số là những người theo dõi mcu từ trước nhưng về chất lượng phim thì tôi khá là ưng chỉ ít là trong tập 1 cách kể chuyện lời thoại diễn xuất đều rất tuyệt vời nếu những tập sau có thể giữ tiếp phong độ thế này thì có thể Secret Invasion sẽ trở thành series hay nhất của MCU từ trước đến nay. Đấy là những cảm nhận ban đầu của tôi, hy vọng là nó có giá trị tham khảo với bạn. Còn sau đây là một vài phân tích nhỏ nhỏ cũng như là một vài giả thuyết về phim cho những ai đã xem xong tập 1. Tại cái phim này nó hách não quá nên đâm ra là cũng khá nhiều giả thuyết. Lấy bối cảnh chiến tranh ngầm giữa Nga và Mỹ tiếp tục xảy ra với sự kích động của phe thứ ba do chính những tên Scro giả dạng thì ngay đầu phim ta được gặp lại đặc vụ Ross. Nhưng ai tinh ý sẽ biết được ngay rằng việc đặc vụ Ross có mặt ở đây là không thể xảy Tá? Vì Secret Invasion là sự kiện diễn ra ngay sau Wakanda Forever, Ross trong sự kiện này đã bị CIA bắt và được Okoye giải cứu, nên dĩ nhiên đây không phải là Ross thật và ngay cảnh sau đó tên Skrull này đã chết và hiện nguyên hình. Điều này ngay lập tức truyền vào não khán giả một thông điệp rằng đây sẽ là một bộ phim mà ngoài bên kịch và đạo diễn ra, chẳng ai biết ai là ai, mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả việc những Skrull đeo tai nghe Bluetooth khi chiến đấu, không giúp họ tăng đam nhưng mà trông ngầu hơn rất nhiều. Chiếc tai nghe mà tôi nói ở đây chính là One Audio F2, tai nghe True Wireless Stereo đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon không chỉ có chất âm hay chuẩn DJ như bass sống động với màng loa 10mm mà còn có thiết kế đẹp với họa tiết đĩa than làm điểm nhấn pin lên đến 40 tiếng sạc một lần đủ nghe cả tuần với giá tiền chỉ 590k bảo hành 12 tháng những người xem của The Reviewer có nhận được ưu đãi độc quyền khi ấn vào đường link bên dưới sẽ nhận ngay một voucher giảm 50k còn chần chờ cái gì mà không sắm ngay cho mình một con One Audio F2 tại các cửa hàng đồ chơi công nghệ Seven để có những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn link chi tiết ở phần mô tả ở bình luận còn giờ ta trở lại với cuộc truy đuổi đặc vụ Ross giả danh đuổi ngay phía sau hắn ta là Talos một Scro khác nhưng mà cùng Phoenix Fury cho những ai đã quên thì trong bộ phim Captain Marvel Scro được coi là phản diện đến xâm chiếm trái đất nhưng thực ra kẻ đứng sau mọi chuyện lại là tộc Kree, chúng phá hủy hành tinh của người Scro đẩy họ vào cảnh không trốn dung thân Captain Marvel thì quá bận bịu để tìm cho các Scro một ngôi nhà mới thế là tộc Scro quyết định chiếm trái đất ân nhân của mình cho nhanh và Talos và vợ mình là những Scro hiếm hoi an phận ăn nhờ ở đậu chứ không có tham vọng chiếm trái đất làm của riêng. Họ cũng là những người bạn thân thiết của Nick Fury khi mà ông đã quen biết họ 30 năm tính từ năm 1995, chính là năm mà sự kiện trong Captain Marvel xảy ra. Ngược lại Vatalos là Gravik, tên Skrull độc tài có mong muốn xâm chiếm trái đất để trở thành quê hương thứ hai dành cho người Skrull. Nghe thì có vẻ là cao cả nhưng mà chắc chắn là sẽ có những khúc mắc gì đó phía sau. Chứ với một câu chuyện nhiều pha bẻ lá như Secret Invasion thì không có lý nào mà mục tiêu của phản diện lại đơn giản đến thế. Những thông tin về tên Gravik này còn rất là mơ hồ tất cả những gì ta biết về hắn là hắn đã thành lập một doanh trại cho scroll ở trái đất và đang dần dần từng bước thâm nhập vào các bộ máy chính quyền cấp cao các nước ngấm ngầm phá hoại từ bên trong bên cạnh đó là thực hiện các vụ đánh bom trong thân phận con người dĩ nhiên là để làm các quốc gia nảy sinh mâu thuẫn công nghệ va với nhau nhân vật tiếp theo là kia do mẹ rồng emilia clark thủ vai cô chính là con gái của Talos nhưng mà lại theo ve của Gravik. Sau khi biết rằng Gravik có liên quan đến cái chết của mẹ mình, cô đã trở thành một gián điệp hai mang, một mặt giúp đỡ Gravik, một mặt cung cấp thông tin cho cha mình. Gia khả năng cao là sẽ đóng góp rất nhiều cho mạch truyện chính của Secret Invasion và thay thế cha mình trở thành mối liên kết giữa con người và Skrull trong tương lai. Đó là trong trường hợp mà cô còn sống khi hết phim, vì mấy vai gián điệp hai mang như này hay chết lắm. Người mới tiếp theo của phim là Sonia Fallsworth, một đặc vụ MI6, bạn già của Nick Fury. Những gì bà sẽ làm trong phim chưa được rõ ràng cho lắm, nhưng có lẽ là bà sẽ ở bên Phoenix Fury với vai trò là cái bóng phía sau cung cấp thông tin giúp trận chiến giữa Nick Fury và Scro cân bằng hơn. Đúng với tinh thần của phim thì láo nháo có khi bà này cũng là Scro mấm tin bẩn cho Nick Fury để mà lùa ông vào bẫy. Ngoài ra, chính phủ không thể bỏ qua được việc Nick Fury trở lại trái đất. Họ biết được ông đã tạo một trạm vũ trụ ngoài hành tinh tên là Saber và khi hai tin Nick trở lại, tổng thống đã cử ngay đặc vụ James Rhodes tức là War Machine để mà đi tìm Nick xử lý. Ta có thể thấy được rằng là James có một vai trò khá là lớn tại Nhà Trắng, có thể tiếp cận tổng thống bất cứ lúc nào và nhận lệnh trực tiếp từ ông. Nên khả năng cao là James sẽ đụng độ với Nick Fury nhưng nếu James không phải là Scro thì chắc kiểu gì cuối phim cũng lại đồng hành cùng Nick Fury thôi. Có khi tổng thống mới là Scro ấy. Ngoài ra ta phải nhắc đến đặc vụ Maria Hill người đã bị sát hại trong đoạn cuối của phần đầu tiên. Đây có lẽ là một cách để mà Gravik kích động Nick Fury hoặc lại là một giả thuyết khác về Scro vì rõ ràng phim chỉ quay đến đoạn Maria Hill hấp hối nằm đất và cắt cảnh tại đó không hề cho ta biết đây có phải là một Scro giả dạng hay không mà đây lại là một bộ phim mà ai cũng có thể là ai chẳng biết lối nào mà lần thì rõ ràng những giả thuyết là có đây là giả thuyết của tôi trong đoạn đầu tiên của phim thì ta thấy được đặc vụ ross là scroll giả dạng và bị talos xuất hiện thế nhưng hắn lại có thể gọi điện được cho đặc vụ hill tiếp sau đó xuyên suốt bộ phim hill thường hay hỏi nick về những gì ông sẽ làm tiếp theo và có nói rằng là nick fury mà tôi biết thường sẽ nghĩ trước kẻ thù ba bước nếu Maria không chết thì không sao, nhưng mà vì cô chết lãng xẹt quá nên tôi sẽ có vài lý do thế này. Maria Hill này do Scro biến thành, có thể là ai đó quen biết với Nick hoặc điên rồi hơn chính là vợ của Talos, cô vẫn chưa chết và chỉ là lý do để Talos kéo con gái về phe mình thôi. Chưa kể cô cũng đã từng biến thành Maria Hill rồi và cũng quen biết Nick Fury từ rất lâu rồi, nên giả thuyết này khả năng cao có thể xảy ra. Chứ thực sự là tôi chưa hề muốn nhân vật Maria Hill bị khai tử. Nếu có một quả plot twist là Nick Fury chính là một Scro nhưng đã mất trí nhớ và tin rằng mình là con người nữa thì lại càng hay. Nói chung là là mấy phim có concept như thế này thì có quá nhiều tiềm năng để mà khai thác ấy và tôi hy vọng là những tập phim sau có thể làm tốt cỡ tập 1 trở lên. Đó là toàn bộ những đánh giá và cảm nhận và suy đoán của tôi về tập đầu tiên của Secret Invasion. Đây là một làn gió mới, khá là mới đối với Marvel khi mà đã có một cốt truyện khá là hay ho và rộng chỗ cho trí tưởng tượng những cái yếu tố đấu đá quyền lực chính trị đối nội đối ngoại các thứ cũng làm sâu hơn không như kiểu trong Falcon and Winter Soldier ngoài ra thì cái sự hình thành của nhiều phe phái nhiều luồng tư tưởng khác nhau cũng là một yếu tố thú vị khá đáng mong chờ đừng quên là phim sẽ ra mắt vào thứ tư hàng tuần và nếu mà bạn muốn có một trải nghiệm mới vừa lạ vừa quen trong vũ trụ điện ảnh Marvel thì đây chắc chắn là một bộ phim mà bạn không nên bỏ qua đây là vịt xin chào và hẹn gặp lại